Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn một vài thông tin về tượng nữ thần tự do ở Mỹ. Tượng nữ thần tự do tên đầy đủ là nữ thần tự do soi sáng thế giới, tiếng Anh là Liberty Enlightening the One, tiếng Pháp là La Liberté Éclairant le Monde, là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng theo phong cách tân cổ điển với kích thước lớn đặt trên đảo Liberty tại cảng New York. Tác phẩm này do kiến trúc sư người Pháp Frederick Baholdin thiết kế và được khánh thành vào ngày 28 tháng 10 năm 1886. Đây là tặng vật của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ. Tượng nữ thần tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã. Tay phải cầm ngọn đuốc, còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ghi ngày tháng độc lập của Hoa Kỳ. Bức tượng này là biểu tượng mẫu mực của lý tưởng tự do cũng như của chính Hoa Kỳ. Kiến trúc sư Bar Tony lấy cảm hứng từ một lời nói của chính trị gia kiêm giáo sư luật học người Pháp Eduard René de la Buhay vào năm 1865 rằng bất cứ tượng đài nào dựng lên để đánh dấu ngày độc lập của Hoa Kỳ thì cũng đáng là một dự án chung của cả hai dân tộc Pháp và Mỹ. Vì tình hình chính trị xáo trộn tại Pháp, công trình bị hoãn cho đến đầu thập niên 1870. Năm 1875, La Bouhé đề nghị rằng Pháp sẽ tài trợ việc đúc tượng còn Mỹ sẽ xây dựng phần bệ và tìm vị trí đặt tượng. Bartholdi hoàn thành phần đầu tượng và cánh tay cầm đuốc trước khi bức tượng được thiết kế toàn bộ. Các bộ phận của tượng được trưng bày triển lãm cho công chúng xem trong nhiều đợt triển lãm quốc tế. Riêng cánh tay phải cầm ngọn đuốc tượng trưng bày tại công viên Quảng trường. Madison của thành phố New York từ năm 1876 đến năm 1882, công việc xúc tiến gây quỹ gặp nhiều khó khăn đặc biệt là về phía người Mỹ. Năm 1885, công việc xây dựng bệ tượng bị đe dọa đình chỉ vì thiếu ngân sách. Joseph Pulitzer, chủ bút của nhật báo New York One, phải khởi động cuộc vận động quyên góp để hoàn thành dự án. Chiến dịch vận động của ông đã thu hút trên 120.000 người ủng hộ, trong số có người Góp tiền đa số thì góp dưới 1 đô la là mỗi người. Bức tượng được xây dựng lại tại Pháp xếp trong các thùng lớn và vận chuyển bằng tàu biển rồi sau đó được ráp vào hệ bị tượng nằm trên hòn đảo vốn xưa kia có tên là đảo à, Bedlow nay là đảo Liberty để đánh dấu việc hoàn thành bức tượng một cuộc diễn hành lớn diễn ra tại thành phố New York đó cũng là lần đầu tiên công chúng chứng kiến hoa giấy tung xuống đường phố như tuyết rơi buổi lễ khánh thành do tổng thống Grover Cleveland chủ làm chủ tọa. Tượng nữ thần tự do được công nhận là tượng đài quốc gia và ghi nhận trong và được ghi trong sổ bộ địa danh lịch sử quốc gia Hoa Kỳ là tượng nữ thần tự do đảo Ellis và đảo Liberty. Lúc đầu do ban đặc trách hải đăng Hoa Kỳ quản lý cho đến năm 1901 và sau đó là bộ chiến tranh Hoa Kỳ kể từ năm 1933 thì do cục công viên quốc gia Hoa Kỳ quản lý. Tượng nữ thần tự do là món quà của chính phủ và nhân dân nước Pháp ban tặng cho nước Mỹ.